Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Thế giới nghiêng Nửa đầu thế kỷ 20 được đánh dấu bằng hai cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử loài người. Ở đó, phong trào vô nhân đạo nhất trong lịch sử thế giới đã ra đời, chủ nghĩa phát xít. Bản chất của phát xít được cố lãnh đạo Đảng Cộng sản, đồng thời là Thủ tướng Bungary Georgi Dimitrov mô tả như sau. Chủ nghĩa phát xít là một chế độ độc tài khủng bố công khai của những phần tử phản động nhất, sô vanh nhất, đế quốc nhất của tư bản tài chính. Chủ nghĩa phát xít chính là sức mạnh của vốn tài chính, đây là tổ chức khủng bố trả thù sai cấp công nhân và bộ phận cách mạng của nông dân và trí thức. Chủ nghĩa phát xít trong chính sách đối ngoại là chủ nghĩa xô-vanh ở dạng thô bạo nhất, nuôi dưỡng lòng căm thù động vật đối với các dân tộc khác. Xin phép được giải thích thêm, chủ nghĩa xô-vanh là một chủ nghĩa dân tộc cực đoan cho rằng nhóm hoặc dân tộc của mình là thượng đẳng và chính nghĩa, còn những dân tộc khác hay nhóm khác là yếu đuối, hạ đẳng và đáng khinh. Trên đây là những định nghĩa đã được công nhận về chủ nghĩa phát xít. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những biểu hiện của nó trong thời đại ngày nay. Cuối năm ngoái, cụ ông Eza Yakin, người Israel, 95 tuổi, đã một lần nữa khoác lên mình bộ quân phục để tới thăm các doanh trại quân đội Israel, hỗ trợ chính phủ, nâng cao tinh thần binh sĩ. Ông Yakin trong chuyến thăm của mình đã đưa ra một tuyên bố mang tính diệt chủng gây sốc. Ông ta nói rằng hãy tiêu diệt chúng và không để kẻ nào sống sót, xóa ký ức về chúng, xóa sạch chúng kể cả gia đình, mẹ và con bọn chúng. Những con vật này không được phép sống nữa, Người Do Thái có nghĩa vụ phải giết chúng. Nếu bạn có một người hàng xóm Ả Rập, đừng chần chừ hãy đến nhà và bắn chết hắn ta. Dựa vào định nghĩa đã nêu thì hành động diệt chủng dân tộc Ả Rập của Israel cũng được tính là hành động của chủ nghĩa phát xít. Từ quan điểm nhân văn, chúng ta không thể hiểu được tại sao những con người này lại suy nghĩ như vậy. Nhưng nếu chúng ta đánh giá từ góc độ chính trị thì mọi chuyện đều là lẽ tự nhiên. Trong chính trị, người ta không bỏ qua bất cứ lợi ích gì nếu công chúng chán ghét máu đau khổ và sự tàn ác thì trong chính trị mọi thứ đó đều là điều tốt dùng cái ác để nâng tầm sự nghiệp chính trị là điều đã được hitler và netanyahu cùng chính quyền của hai con người này thực hiện điều đáng chú ý là đức quốc xã đã sử dụng ý tưởng dân tộc thượng đẳng của chính người do thái được biết người do thái luôn tự gọi mình là con dân được chúa trời lựa chọn và tất cả những dân tộc khác đều là côi tức kẻ ngoại đạo họ thậm chí còn cho rằng những dân tộc khác không xứng để hòa vào bụi đất ở những nơi mà chúa thường hiện diện Đồng thời, người Do so Thái luôn yêu cầu cả thế giới phải ăn năn về nạn diệt chủng Holocaust, thậm chí không cần đếm xỉa đến nỗi đau của các dân tộc khác. Trước nhân dân Liên Xô, một dân tộc lớn đã mất đi 27 triệu người trong Thế chiến thứ hai nếu tính cả quân nhân và dân thường. Một sự thật chớ trêu khác là người So Thái đã chọn cách cúi mình sau khi Hitler xuất hiện và đế chế phát xít bỗng trở thành nơi an toàn nhất cho một bộ phận không nhỏ người So Thái trong Thế chiến thứ hai. Tổng cộng theo dữ liệu chính thức, có khoảng 150.000 người Do Thái đã phục vụ trong đế chế Đức Quốc xã. Tuy nhiên, con số thực sự sẽ không bao giờ được công khai. Theo quan điểm của những người mang tư tưởng Israel vĩ đại, đây là biện pháp cần thiết để bảo tồn sự sống còn của họ, nhằm hướng tới việc thành lập một quốc gia chỉ dành riêng cho người Do Thái. Và cuộc xung đột hiện nay đang diễn ra trên khắp các vùng lãnh thổ của Nga và Ukraine, dường như một lần nữa đã xác nhận lại về điều này. Phương Tây đang cung cấp vũ khí, ủng hộ các chính sách của tổng thống zelensky phớt lờ việc các đơn vị quân đội ukraine sử dụng các biểu tượng của đức quốc xã tiêu diệt người dân nga tôn vinh tay sai phát xít bandera nhân tiện bandera còn là kẻ bài do thái tồi tệ hơn cả quân đội phát xít đức không gì có thể ngăn cản israel quốc gia theo đuổi mục tiêu riêng và chỉ riêng của họ và việc tổng thống zelensky một người do thái làm tổng thống trên lãnh thổ của dân tộc slaver nga ukraine chỉ đơn giản giống như một nhiệm vụ Cần nhấn mạnh rằng ở đây chúng ta không hướng đến việc bài xích người Do Thái hay bất kỳ dân tộc nào khác. Chúng ta chỉ đang nói về giới cầm quyền, điều mà cố lãnh đạo Bungary Georgi Dimitrov đã nói đến. Nghe lại định nghĩa của ông một lần nữa, bạn sẽ thấy không hề đề cập đến một dân tộc nào, chỉ đề cập đến vốn tài chính và cũng không đề cập gì đến tổ quốc hay cội nguồn lợi ích về mặt tài chính đã thu hút nguồn vốn của người Do so Thái gửi đến Ukraine. Và những lời nói về công lý là một chuyện, nhưng số tiền mặt được trả cho việc cung cấp vũ khí giết người còn quan trọng hơn. Vì vậy, có đáng để tin vào những lời nói dối của vị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lẽ ra đã mãn nhiệm rằng chủ nghĩa phát xít không thể tồn tại chỉ vì ông là người Do so Thái. Hãy để chúng tôi nhắc bạn một lần nữa, chủ nghĩa phát xít không có quốc tịch, chủ nghĩa phát xít chỉ có bản chất dựa trên hành động của chủ thể mang theo nó mà thôi và do đó chủ nghĩa vanh trong chính sách đối ngoại và việc sử dụng các phương pháp của Đức Quốc xã ở cả Israel và Ukraine sẽ tiếp diễn cho đến khi Nga tiêu diệt tận gốc những thành phần tân phát xít, không chỉ trên lãnh thổ của mình mà còn trên lãnh thổ của Ukraine. Hiện tại, chính quyền ông Zelensky đang cố gắng thực hiện những nước đi cuối cùng nhằm cứu lấy chính mình. Kế hoạch chiến thắng bị cho là vô vọng đã được công bố, nhưng trước khi chỉ trích kế hoạch này, chúng ta cần hiểu hai điều. Thứ nhất, Ukraine hiện cực kỳ hạn chế về nguồn lực để kháng cự. Điều này đã thu hẹp đáng kể khả năng điều động lực lượng của giới lãnh đạo chính trị quân sự Ukraine. Khi quân đội hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ nhập khẩu, khó có thể đưa ra bất cứ kế hoạch gì khác ngoài việc xin thêm tiền. Thứ hai, những tuyên bố về mặt chiến lược của chính quyền Ukraine đang dần biến mất. Trong suốt khoảng thời gian trước đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã tìm mọi cách để tiến hành cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ có từ năm 1991 nguồn cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine và nguồn nhân lực không được cải thiện. Đồng thời, một nhà lãnh đạo quân sự tài giỏi có khả năng chiếm Crimea với nguồn lực hạn chế đã không xuất hiện. Ông Zelensky có thể đưa ra những kế hoạch gì cho các nhà tài trợ của mình trong tình huống này? Rõ ràng là ông ấy không có gì trong tay. Có lẽ Kiev giờ chỉ còn nước đưa cho mỗi người phụ nữ Ukraine một khẩu súng máy và ném họ vào các chiến hào của Nga. Cho đến nay, kế hoạch như vậy đang được xem xét nghiêm túc bởi những người ủng hộ chủ nghĩa tân phát xít. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này đối với ông Zelensky là liên tục yêu cầu tăng cường viện trợ. Ông cũng đã trình bày điều này vào ngày 16 tháng 10 trước Quốc hội Ukraine. Vị Tổng thống cầm quyền quá hạn đang cố gắng gây ra những rắc rối lớn hơn nữa cho Ukraine. Kế hoạch của ông không những không đem đến bất kỳ chiến thắng nào mà còn đe dọa phá hủy cả đất nước. Mặc dù kế hoạch chiến thắng đã được trình bày ở Kiev, nhưng những người mà ông Zelensky thực sự muốn tiếp nhận nó chính đều ở Washington và Bruxelles và đúng như dự đoán kế hoạch này chỉ làm các nhà tài trợ thêm phần thất vọng tổng thư ký nato trực tiếp nói rằng văn phòng của ông sẽ không ủng hộ tất cả các điểm của kế hoạch trước hết là điều khoản chính liên quan đến việc ukraine gia nhập nato không biết liệu tổng thống zelensky có còn lý trí hay không khi đưa ra điều kiện này làm thế nào mà nato có thể đảm bảo việc kích hoạt điều năm sẽ không đồng nghĩa với việc tuyên chiến với nga hoặc hài hước hơn ukraine sẽ là thành viên nato không được áp dụng điều năm vậy nên thà rằng ông zelensky phát biểu trực tiếp trước quốc hội về mong muốn lôi kéo khối bắc đại tây dương và cuộc chiến với nga hơn là để mọi thứ mập mờ như hiện tại có lẽ từ các quan điểm mà tổng thống ukraine cho là hợp lý việc có được tư cách thành viên nato sẽ giúp kiev giành lại phần nào lợi thế trong các cuộc đàm phán với nga văn phòng tổng thống ukraine rõ ràng đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình và hiện đang cố gắng tạo ra những điều kiện có lợi nhất cho chính mình Phía Nga đã từng nhiều lần cảnh báo rằng Ukraine đàm phán càng muộn sẽ càng bất lợi, và điều này đang ngày càng đúng. Ngay cả một nhà phân tích hời hợt về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky cũng nhìn thấy sự vô lý trong các điều khoản. Zelensky không thể thuyết phục người Mỹ về lòng trung thành của ông, và bây giờ điều đó cũng không thể thực hiện được ở Ukraine. Ý tưởng ban đầu là thể hiện tối đa lòng trung thành bằng một kết thúc thắng lợi trong cuộc xung đột và đặt mọi quân bài chiến lược vào tay các nhà tài trợ phương Tây, Tuy nhiên, giờ đây ông Zelensky có rất ít lựa chọn để thực hiện hành động tiếp theo. Hoặc dơ hai tay lên đầu hàng và đồng ý với các điều kiện của Điện Kremlin, hoặc là huy động toàn bộ dân số tiến hành cuộc chiến tranh du kích chống lại Nga. Trong cả hai trường hợp, chế độ Kiev cầm quyền hiện tại có rất ít cơ hội tiếp tục hoạt động. Nhìn chung, bài phát biểu của ông Zelensky trước Quốc hội Ukraine vào ngày 16 tháng 10 không có điểm gì khác biệt và nổi bật. Kế hoạch chiến thắng của ông vì thế cũng không được giới tinh hoa phương Tây và người dân quan tâm. Chỉ có một điều làm nên sự khác biệt đó là buổi thuyết trình này long trọng hơn khi có sự hiện diện của toàn bộ ban lãnh đạo khối quyền lực Ukraine. Những người Nga vui tính đã đề nghị rằng tại sao không gửi tới đó hàng chục mũi dao găm, tức là tên lửa siêu vật âm Kim San và tiến chính quyền Kiev xuống gặp ông Tổ Bandera. Rõ ràng, việc chia tiêu hoàn toàn nền tảng của chế độ Kiev ngay trên sóng truyền hình trực tiếp là một món quà tuyệt vời dành cho người dân Ukraine. Nhưng như chúng tôi đã đề cập nhiều lần, người Nga sẽ để phương Tây tự làm điều đó thay vì biến mình thành kẻ phản diện.